仍和谁，心里愿未曾如掌控爱，成败因仇恨爱，怎去篡改从幻变的世代？既然难得你在，何时天地变幻无奈？谁和谁推功引战？ 谁和谁追心刻骨，但未敢爱。谁祈求腥风血雨再重花开？而脱赤胆，从无可替代。横越长空与深海。 任时归去有奈，今晚从一刹张开，以后必更精彩。岁月曾背影于腮，故事中有你在，记住如果要分开，再回来。 Và các thiên sinh, ngài vẫn còn một kế sách phải không? Hàng quân sư, còn ngài? Có. Bằng cách là giết hết bọn chúng, 8 người này đều phải chết. Thần không để cho tên nội gián sống được. Xin đừng giết tôi. Để 7 người vô tội phải chết. Không thể được. Tôi không phải là nội gián. Tôi không phải nội gián. Đại sự liên quan đến sự sống chết của toàn dân, không còn cách nào khác, đành phải giết hết thù. Các vị, và các quân sư điều tra ra được 8 người, nhưng lại không tìm thấy người nào là nội gián. Vì nghĩ cho đại cuộc, không thể không giết các người. Đừng mà, đại nhân, không phải chúng tôi làm đâu. Đại ca, xin huynh ta quyết định sau cùng. Tiết lộ quân tình, nhất định phải giết. Đừng giết chúng tôi. Ngươi là nội gián. Bằng chứng gì mà nói hắn chứ? Dựa vào đôi mắt của tôi chắc chắn hắn là nội gián. Dân tính. Tại sao tôi biết chứ gì? Bởi vì hai chân hắn đã bắn đứng hắn rồi. Hồi nãy tôi nhìn thấy hắn, đôi tay thì làm như vậy, bấu chặt vào hai chân của mình, và hai cái chân không cần chuyển động. Kìa, là chuyển động nữa rồi. Cái này tôi học được ở quê nhà của tôi, thuật độc tâm. Chân của anh đã bán đứng anh được. Bây giờ hai tay anh đang bấu chặt vào đầu gối, hai chân lại chuyển động, là phản xạ tự nhiên muốn bỏ chạy. Cái này là phản ứng tự nhiên khi ngươi muốn bỏ chạy, không gạt được ta đâu. Cộng với bây giờ ngươi nói cả lắm nữa, tôi không phải là ngươi. Nói mau. Chú công xin tha mạng, tôi bị ép buộc. Quân Tào bắt người nhà của tôi, ép tôi phải làm như vậy. Xin chú công tha mạng. Người đâu, giải hắn đi, đợi sau giải quyết. Đừng mà, tôi bị ép buộc mà, đừng có giết tôi. Đừng giết tôi. 7 người còn lại có thể về vô trại nghỉ ngơi. Dạ tướng quân. Dân tính, ngươi lập đại công rồi đó. Ta không uổng công ngày thường ta đã coi trọng ngươi. Cảm ơn Hàng quân sư đã coi trọng. Lần này cũng nhờ có dân tính, huynh thông minh như vậy, nên không phải hại người vô tội. Cũng nhờ cách loại trừ của gia các quân sư, cộng thêm với tài trí của dân tính, tìm ra nội gián, giải trừ được mối nguy cho quân ta. Hai vị đều là quân sư giỏi, mưu sĩ giỏi của ta, công lao không phân biệt cao thấp. Người tới là ai vậy? Thái phu nhân và Lưu Nhị công tử muốn gặp Lưu tướng quân của các ngươi. Bây giờ chúng tôi sẽ vào trong báo. Có điều tướng quân có lệnh, mọi người phải đợi ngoài đây, không người nào được mang vũ khí vào trong. Xin bỏ vũ khí xuống. Bọn ta là thân binh của đất Kinh Châu, làm sao bỏ vũ khí xuống được? Quân lệnh khó cãi. Chỉ là tên giữ cửa nhỏ nhoi mà dám làm khó bổn phu nhân ta sao? Lưu Bị giờ lính giỏi thật. Ta nghĩ thái phu nhân và Lưu Nhị công tử còn cần phải bỏ vũ khí xuống mới gặp Lưu Bị nữa hay không? Tiểu nhân không dám chống lại quân lệnh. Dương Quy, hộ giá chúng ta vào, nếu ai ngăn cản, giết không cần hỏi.
Tuân lệnh. Ai dám xông vào phủ tướng quân hả? Quan Dân Trường, Trương Dục Đức, quả nhiên danh bất hư truyền, oai phong lẫm liệt. Tham kiến Thái Phu Nhân, Nhị Công Tử. Thái Phu Nhân và Nhị Công Tử đã giá quan lâm, Quyền Đức không nên đón từ xa, xin thứ tội. Lưu tướng quân, lính canh cửa của ngài dám vô lễ với chúng tôi, bắt chúng tôi phải bỏ vũ khí xuống mới được vào phủ tướng quân đó. Quân lệnh như sơn, không thể có ngoại lệ, nếu không Quyền Đức khó mà phục chúng. Cũng đúng. Có điều Tân Giả là nơi phu quân ta quản lý, Lưu tướng quân 6 năm trước xin mượn chỗ để ở, không biết quân lệnh là phải theo phu quân ta hay là theo tướng quân đây. Phủ Tân tướng quân như nhà của ta, ta về nhà, ta không cần bắt tân binh của ta phải bỏ vũ khí xuống. Thái phu nhân cứ kiên quyết mang vũ khí vào trong, không biết là đang lo lắng chuyện gì. Bên trong có nhiều tên nhàn rỗi như vậy, chúng ta chỉ đề phòng rủi ro thôi. À, thì ra là thái phu nhân lo lắng chuyện đó, ta đã hiểu. Vậy thì có chuyện gì muốn bàn, cứ ở ngoài đây mà nói đi. Ông chuẩn bị ghế ngồi. Tuân lệnh. Ấy trời ơi, sao đột nhiên có gió lớn như vậy, thổi qua làm đầu ta đau quá. Hay là người vào phủ tướng quân nghỉ ngơi một lát? Cũng được. Các người cũng vất vả rồi, nên tất cả hành trang để cho họ cất giữ đi. Tuân lệnh. Mời. Thái phu nhân, người uống trà nóng xong có đỡ hơn không? Đỡ nhiều rồi. Vậy Quyền Đức đã yên tâm rồi. Nhưng phu quân ta thì ngày đêm lo lắng, cho nên sức khỏe của ổng thì càng ngày càng yếu đi. Bệnh của Kinh Châu Mục. Bệnh của Kinh Châu Mục, đương nhiên chúng ta rất lo lắng rồi. Nhưng mà tình hình ở Kinh Châu càng làm cho chúng ta lo lắng hơn. Chính sự ở Kinh Châu bây giờ sẽ do ta tiếp quản, ta không thể thoát trách nhiệm đâu. Tình hình ở Kinh Châu ra sao rồi? Có rất nhiều chuyện phải giải quyết, toàn xoay quanh chuyện về tài chính, tai nạn lũ lụt, xây dựng doanh trại. Việc trong việc ngoài, thứ gì cũng phải giải quyết bằng tiền bạc cả. Huống hồ Tào Tháo giống như con hổ nhắm cắn chúng ta, phải tăng binh kháng địch cũng là vấn đề về tiền bạc đó. Quyền Đức rất hiểu. Cho nên Lưu tướng quân, Tân Giả các người mỗi năm nộp cho chúng tôi 2 phần thuế, bây giờ phải tăng thành 4 phần. 4 phần? Sao không kêu nộp hết luôn đi? Tân Giả là địa phận của cha ta, có vấn đề gì sao? Thái phu nhân, 2 phần là năm xưa Kinh Châu Mục đã đồng ý, tăng lên 4 phần. Vậy Kinh Châu Mục có biết hay không? Ông là phu quân của ta, chuyện của ta làm sao ông không biết được chứ. Hy vọng lưu tướng quân lượng tình phu quân ta, hiểu cho an nguy của Kinh Châu, hiểu cho nỗi khổ của ba tánh đó. Nguồn tài chính ở Tân Giả chúng tôi cũng không dư giả, chúng không thể đóng nổi 1 năm 4 phần thuế. Các ngươi đã giữ Tân Giả hết 6 năm rồi, không có tiến bộ được gì hết, là trách nhiệm của ai hả? Ngươi đóng không nổi 4 phần thuế thì trả lại đất cho chúng tôi đi. Tên tử bị còn hôi sữa kìa. Tạm đi. Đại ca, không được vô lễ. Mục đích của Thái phu nhân rõ ràng không phải chuyện thuế, mà chỉ muốn mượn chuyện này để đuổi chúa công đi khỏi Tân Giả. Hàng quân sư đã nói đúng rồi đó. Năm xưa đại ca đã khuyên Kinh Châu Mục không nên phế đại công tử Lưu Kỳ, càng không thể làm vị công tử Lưu Tông. Chính vì chuyện này, Thái phu nhân luôn ghi hận trong lòng, tìm trăm phương ngàn kế để ép đại ca ta đi. Nói gì thì nói, Thái phu nhân là vợ của Lưu Biểu, tại sao không gọi là Lưu phu nhân mà gọi là Thái phu nhân vậy? Giữ lại cái họ của nhà gái chứng tỏ là tôn trọng địa vị gia tộc của nhà gái. Ở Kinh Châu, Thái thị là một tộc lớn. Thật ra tôi biết hết rồi, có điều tôi muốn mượn chính miệng của ông nói ra để mọi người ôm lại chuyện cũ thôi. À chúa công, ngài yên tâm đi, bao nhiêu cái đầu của chúng ta ở đây, chắc chắn không để bà tám thúi đó lên mặt được đâu. Bà tám thúi? Dân tính, sao gọi là bà tám thúi? Là từ ngữ địa phương thôi, dùng để ám chỉ những người phụ nữ đáng ghét, vừa nhìn thấy là muốn tát vô trong mặt rồi, thì gọi là bà tám thúi. Ồ, hay lắm, Thái phu nhân đúng là bà tám thúi. Bà tám thúi là Thái phu nhân cũng được. Ừ. Chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, bây giờ chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. Một là phải đóng 4 phần thuế, nếu không thì phải rời khỏi Tân Giả. Nhưng mà 2 con đường này đều rất khó đi. Chỉ còn cách tăng thêm thuế lên người dân mới có thể tránh tổn thất 4 phần thuế này thôi. Tuyệt đối không thể. Làm vậy thì lão bá tánh không thể no ấm được. Rời khỏi Tân Giả chính là rời bỏ Kinh Châu. Bây giờ khắp nơi loạn lạc, không còn chỗ để dung thân. Ở cũng khó, mà đi cũng khó. Bà tám thúi! Đại ca, quân không nên giận dữ như vậy. Nhiều mưu sĩ như vậy chắc chắn nghĩ ra mưu kế vẹn toàn.
Lần này thật không dễ mà ứng phó được. Chánh gia, chánh gia, chúa công có lệnh không để cho người nào được vào biệt quán. Dám ngăn cản ta hả? Tâm đệ, không được nông nổi hành sự. Ê, nhị ca, cứ để đệ vào trong giết bà Tám đó thì mọi chuyện được giải quyết. Đệ giết chết thái phu nhân rồi, đại ca sẽ ăn nói sao với Kinh Châu Mục đi. Đệ làm như vậy sẽ làm lỡ đại sự. Muốn trị cứ trị tội đệ. Đệ đã chuẩn bị đầu mình lên xuống đất rồi. Đệ là người thô lỗ, thực tế đệ không nghĩ ra cách nào để giúp cho đại ca được hết. Nếu đã như vậy, cứ để ta vào giết bà Tám thúi đó cho. Nhị ca, đệ đã quyết định rồi, để đệ vào. Ta đã quyết định rồi. Để ta đi. Đại ca, hai đệ thân là tướng quân mà lại đánh nhau, còn ra thể thống gì? Hơn nữa cả quân lệnh của ta hai đệ cũng không nghe, thì người làm đại ca ta đây làm sao mà phục được chúng? Ta đã sớm biết tính đệ nóng nảy, cho nên đã sai người canh giữ lối ra vào, đề phòng đệ phạm phải sai lầm. Đệ có biết giết hại phu nhân của Kinh Châu Một là đại nghịch bất đạo, sẽ làm người trong thiên hạ chê cười không? Dù đứng nhất thời nóng nảy, không suy nghĩ thấu đáo, đại ca đệ xin lỗi. Như đệ, đệ càng làm ta đau lòng hơn. Trước giờ đệ làm việc cẩn trọng, lý ra phải ngăn cản tam đệ, vậy sao bây giờ đệ cũng hồ đồ như hắn vậy? Dân trường biết tội. Đau lòng nhất là hai đệ không biết nghĩ cho ta. Hai đệ đi hành thích thái phu nhân, đương nhiên là tử tội rồi. Năm xưa ba huynh đệ chúng ta kết nghĩa ở vườn đào, đã tuân nguyện là được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai đệ bỏ ta mà đi, muốn ta đau lòng hay sao? Đại ca hay không cần. Đại ca cứ yên tâm đi, sao đệ đệ cũng hồ đồ như vậy nữa đâu. Mạng của chúng đệ là của đại ca, đại ca muốn chúng đệ sống là sống, muốn đệ chết là chết. Huynh đệ tốt. Dân tính, cả Nam Thập Bát Thức, Tam Thập Lục Kế của ngươi không có cái nào để đối phó với thái phu nhân được sao? Kéo dài thời gian thôi. Bây giờ là ngươi đang kéo dài thời gian, mau nghĩ cách đi, lay cho hắn tỉnh, đừng để cho hắn ngủ. Dạ. Cứu tôi với, đừng có lay nữa. Đã tới canh tư rồi, đầu óc mọi người không còn tỉnh táo, về phòng nghỉ ngơi đi. Phu quân, thiếp đã sắp xếp hộ thuế theo từng tháng, chàng có thể xem theo thứ tự Nguyệt Anh. Hàng lương chết tiệt, muốn lấy mạng người ta sao chứ? Trời sáng mới thả tôi ra, đã nói nghĩ không ra là nghĩ không ra mà. Phải ha. Ôi, gửi tin nhắn cho em gái, coi bà Tám Thúi đó là ai cái trước đã. Thái Mạo, không phải là bảo đệ của thái phu nhân sao? Lại là Thái Mạo, là ngươi rồi. Lưu tướng quân, ta và mẫu thân sắp về Tương Dương rồi, ông giải quyết thế nào đây? Nếu chuyện tăng thuế quả thật khó khăn như vậy, thì trả tân giả cho chúng tôi quản lý đi. Chuyện thu thuế cứ làm theo ý của thái phu nhân, tăng lên 4 phần. Tướng quân nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đem danh sách đóng thuế trực tiếp đến Kinh Châu Mục. Thái phu nhân yên tâm được rồi. Cần gì phiền phức như vậy, cứ như lúc trước đem đến độ chi hiệu quý là được rồi. Cần gì phí thời gian như vậy? Phí thời gian còn hơn có sơ suất. Nếu thu thuế bị thiếu sẽ ảnh hưởng tới Kinh Châu. Có độ chi hiệu quý giám sát, hộ thuế làm sao mà thiếu được? Thần cũng đã đặt câu hỏi, thần đã kiểm tra thuế thu và hộ tịch đã mấy năm nay, phát hiện hộ thuế thu về ít hơn nhiều so với hộ thuế chúng thần đọc. Thần hơi lo, không biết có người bỏ vào túi riêng không. Làm gì có. Nhưng số liệu thì đúng là có vấn đề. Nghe nói lệnh hiền đệ Thái Mạo và người binh đội chi bộ có giao tình với nhau. Là người muốn ám chỉ bảo đệ của ta bỏ túi riêng chứ gì? Người không có chứng cứ đổ tội cho nó, ta không tha cho ngươi đâu. Thần vẫn chưa nói hết. Thần chỉ nói Thái Mạo tướng quân và người của chi bộ có giao tình, đề nghị ông ấy đi kiểm tra đội chi bộ. Vậy thì sẽ điều tra ra kẻ nào là kẻ đã bỏ tiền vào túi riêng. Có điều, và các quân sư, nếu như chúng ta mang hộ thuế đến trực tiếp tới Kinh Châu Mục,
thế nào ổng cũng hỏi lý do. Chúng ta bị ép buộc, nói ra chuyện có người bỏ túi riêng, chỉ sợ lại ảnh hưởng đến bệnh tình của Kinh Châu Mục thôi. Thật ra nộp hai phần như trước, cứ nộp cho đồ chi hiệu quý giống như lúc trước, sẽ không nạ thảo kinh xà. Thái phu nhân, người sẽ có thời gian xử lý chuyện hộ thuế bị mất đó. Phải đó, cứ làm như cũ là được rồi. À, thần tượng của mình lần này đúng là tài giỏi thiệt nha. Đúng vậy, mọi thứ như cũ là tốt nhất. Đúng rồi, đúng rồi, cứ làm như cũ đi. Mọi thứ như cũ là tốt nhất rồi. Thái phu nhân làm như cũ đi. Thái phu nhân, mọi người đều nghĩ rằng để mọi thứ như cũ là tốt nhất. Phải, hộ thuế có bị thiếu, những hộ bị thiếu đều chuyển đến cho cô ta. Mẫu thân, ta làm như vậy hoàn toàn muốn tốt cho Kinh Châu. Trước giờ Kinh Châu một luôn mềm lòng, dễ bị người khác làm lung lay. Giống như năm xưa có người mượn đất của ổng để ở, ổng không chịu hỏi rõ đã nhận lời. Công mặt lên việc của Kinh Châu thu thuế như thế nào mới làm cho ngân khố túng thiếu. Ta bí mật để làm một phần thu thuế, cũng chỉ muốn đề phòng chịu rủi ro mà thôi. Ta làm như vậy bởi vì không còn cách nào khác có thể hay hơn nữa. Ta là người nâng khăn sửa túi cho phu quân, là người thân nhất của ổng. Ta làm như vậy nhất định ổng sẽ hiểu nỗi khổ của ta mà thôi. Còn ngươi, ngươi cứ không chịu đập bốn phần thu thuế, hoàn toàn muốn duy trì ngân khố của mình. Ngươi không biết nghĩ cho Kinh Châu, sự sống chết của 600.000 người ở Kinh Châu là chuyện lớn. Vì an nguy của Kinh Châu, ta không thể để ngươi tiếp tục đùa giỡn, cũng không để cho ngươi khinh thường ta được. Được, bây giờ ta không cần tăng thuế cho ngươi nữa. Ngươi cút ngay cho ta, mang theo đám quân sĩ của ngươi cút khỏi đây đi. Đi khỏi đây ngay. Mẫu thân, người chảy máu rồi kìa. Mau gọi người y tới đây. Không cần. Tông Nhi, bà tám thú này cũng ghê gớm thiệt đó. Biết dở trò trở mặt như vậy. Không biết em gái của mình đã tìm tư liệu về bà được chưa nữa. Anh hai, tư liệu về thái phu nhân rất ít. Chỉ nói bà ấy là vợ của Lưu Biểu, mẹ ruột của Lưu Tông. Lưu Biểu là Kinh Châu Mục, nhân khẩu ở Kinh Châu lúc đó có tới 900.000 người. 900.000 người, 900.000 người. Bà tám thúi đó chỉ nói có 600.000 thôi mà. 900.000 gì vậy? Dân số Kinh Châu á là 900.000 lận. Số liệu có chính xác không? Tuyệt đối chính xác đó. Chuyện này rất là nghiêm trọng, không thể để sai sót. Quynh lấy số liệu từ đâu? Thì tìm nó trên Google đó. Quynh tìm nó trên Google. Nghĩa là bồ câu. Nó thường kêu Google mà. Là thám tử Google kêu bồ câu đưa thư cho tôi đó. Có chắc chắn không? Tuyệt đối chính xác. Các người rời khỏi thân giả cho ta. Theo như hồi nãy thái phu nhân đã nói, nói Kinh Châu có 600.000 người là sai lầm lớn. Dân số thực tế của Kinh Châu là 900.000 người. Anh nói lung tung. Kinh Châu làm sao có tới 900.000 người được chứ? Ta lên nắm chính sự Kinh Châu đã lâu rồi, Kinh Châu có bao nhiêu dân số ta không biết sao? Chỉ cần điều tra hộ tịch là biết ai đúng ai sai, không cần phải tranh cãi làm gì. Tôi tin rằng Kinh Châu Mục cũng rất muốn biết ai đúng ai sai. Các người chỉ toàn nói những chuyện không liên quan với nhau. Chuyện này rất là quan trọng. Ta tin thái phu nhân là người hiểu rõ nhất. Xem ra thì ta cũng phải tới Tương Dương để đến gặp Kinh Châu Mục rồi. Không cần đâu. Kinh Châu chúng tôi có bao nhiêu người là chuyện của chúng tôi, không cần các người xen vào. Còn chuyện tân giả các người, ta không đếm xỉa nữa. Thu thuế như cũ đi. Thái phu nhân thấu tình đạt lý, vậy cứ thu như cũ đi nha. Ta còn muốn mời thái phu nhân tối nay đến dự yến tiệc. Ta còn rất nhiều việc phải làm, không tiện ở lâu. Đi, ta tiễn người. Miễn đi. Chà, đại ca, sao đồng chí mà tám thúi đó chịu rút lui như vậy chứ? Cũng nhờ dân tính đã lập được công. Tại sao khi mãi nghe dân số không khớp, mặt liền bị biến sắc vậy chứ? Quân lính ở Kinh Châu là lấy 10 chọn 1, 90.000 người thì phải có 9.000 quân. Bây giờ trong danh sách ghi chép binh lính chỉ có 6.000 quân. Nếu nói như vậy, số 3.000 binh còn lại đã bị thái phu nhân và những công tử giấu đi rồi, giữ làm của riêng. Bọn họ bí mật luyện binh, chắc chắn là sau này họ muốn đoạt quyền rồi. Cho nên chú công vừa nói sẽ nói rõ ràng với Kinh Châu Mục. Thái phu nhân liền sợ Kinh Châu Mục biết chuyện bà nắm binh lính trong tay có ý đồ xấu, liền lập tức run sợ.
không dám làm khó chúa công nữa. Bỏ tiền vào túi riêng là chuyện nhỏ, mưu phản đoạt quyền mới là chuyện lớn. Dân Tính, ngươi thật cơ trí. Trong thời khắc quan trọng, hạ thái phu nhân làm cho bả không kịp trở tay. Chiêu này gọi là dở thủ đoạn trong cản nam thập bát thức. Dở thủ đoạn hả? Lợi hại quá. Về chuyện này, thần và Dân Tính đã âm thầm điều tra, đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, ngủ cũng không dám ngủ luôn. Dân Tính, hai người đúng là trợ thủ giỏi của ta. Chúa công à, ngài đối xử với tôi tốt như vậy, sau này có bao nhiêu bà tám thúi ông tám thúi, chúng tôi đều đuổi họ đi giúp cho ngài. Giỏi, giỏi lắm. Mấy ngày không đi được, thiệt là khó chịu. Chúa công, sao ngài lại tới đây vậy? Không lẽ là có chuyện phiền phức? Đại ca ta tới để ban thưởng cho vị mưu sĩ trí dũng song toàn này đó mà. Ban thưởng hả? Là nho của Tây Vực, hiếm lắm đó. Qua, wow, chúa công không hổ là chúa công. Có gì mà cũng biết tôi đang cần. Lần này có Mimi là tiện tiện rồi. Người nói gì mà tiện tiện vậy? Là tôi đang nói tiếng địa phương đó. Ý là đa tạ chúa công. Đa tạ chúa công. Dân Tín, không cần khách sáo. Chuyện của thái phu nhân, ngươi đã lập được đại công, luận công ban thưởng là chuyện đương nhiên mà. Thì ra gian phòng của Dân Tính lại cũ kỹ như vậy, trước giờ ta đã bạc đãi ngươi rồi. Không đâu, ok mà, chỗ này còn rộng hơn nhà của tôi nữa kìa. Ồ, nghĩa là tốt lắm mà. Hà quân sư. Dạ. Ngươi cần phải tu sửa lại gian phòng này, thay hết đồ mới lại đi. Dạ, nhất định, nhất định. Ý cha, đừng có đi đụng trúng tôi nha. Cách xa như vậy làm sao mà đụng trúng huynh? Đụng trúng tôi không sao hết đó. Lỡ như mà đụng trúng hũ nho Tây Vực mà chúa công ban thưởng cho tôi á, thì ai gánh nổi đây chứ? Nho mà bỏ vào trong bình rượu? Không biết gì hết. Tôi ăn nhiều quá, bao tử bị đầy. Số còn lại đem ép lấy nước đó. Đem nho đi ép thành nước? Quá lãng phí rồi. Nói sao ông cũng không hiểu đâu. Chúa công nói tôi lập được đại công, thưởng cho tôi nguyên một chùm nho. Có nhiều người đang ngưỡng mộ tôi muốn chết đó. Chúa công là người trọng dụng nhân tài, mấy lần Dân Tính cơ trí hơn người, thể hiện tài hoa, làm thái phu nhân thấy khó mà trút. Chúa công hậu đãi cũng là chuyện nên làm mà. Cuối cùng cũng biết tôi cơ trí rồi hả? Quân sư à, đa tạ đã khen ngợi. Số thịt bò này bằng hữu của tôi mang từ ngoài thành về đây đó. Cái này dùng làm đồ nhắm đúng là ngon không thể tả được. Nè, ông có uống đi. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Ngài cũng biết chúa công ban ra lệnh cấm bất cứ ai uống rượu trong doanh trại sẽ bị trọng tội, chút nữa tôi còn phải ra ngoài tuần tra. Ta hiểu rồi. Đại ca chỉ muốn quân kỷ nghiêm minh, không muốn có người sau khi uống rượu sẽ gây chuyện thôi. Nhưng mà ngày đêm luyện tập vất vả như vậy, ra trận giết địch lại không màng sống chết, uống một ly rượu để thoải mái một chút là lẽ thường tình của con người. Và các lượng nói với đại ca là quân lệnh thì ai cũng phải thực hiện. Nhưng mà ngài là tam đệ của chúa công mà. Ê, Gia Cát Lượng này đúng là không coi ai ra gì. Trong mắt hắn vốn không coi tướng quân ra gì mà. Thật là không hiểu nổi. Nhưng hiện giờ chúa công vô cùng coi trọng hắn thì cũng đành chịu thôi. E rằng những lão thần như chúng ta. Sao ông nói những lời bất duệ khí vậy? Ông đã theo đại ca ta bao nhiêu năm rồi, lập không ít công lao lớn nhỏ. Nè, cũng giống như lần này vậy, đuổi được thái phu nhân đi, ông làm được đại công rồi. Bây giờ trong mắt của chúa công chỉ có Gia Cát Lượng. Tôi còn ở bên cạnh người cũng không có ý nghĩa gì hết. Như vậy thì không được. Hàm quân sư, ông yên tâm đi, ta sẽ nói với đại ca, kêu huynh ấy không nên thấy mới nơi cũ. Nè. Đại ca, Gia Cát Lượng khiến cho người của Hàm quân sư mất hết sĩ khí, như vậy không có ổn đâu. Mất hết sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Đại ca, huynh mau nghĩ cách gì đi. Đại ca, hậu đãi Gia Cát quân sư, lãnh đạm với Hàm quân sư, có mới nơi cũ thì người khác không có phục đâu. Lãnh đạm hắn, gian nhà phía đông là do hắn nhường cho người ta. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Tóm lại là hắn muốn ngân lượng thì cho hắn ngân lượng, hắn muốn mỹ tủ cho hắn mỹ tủ. Tinh thần của huynh không ổn định, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất luận chuyện gì cũng được, đợi vì nhị ca chắc chắn giải quyết giùm cho huynh. Quân cơ đại sự, hai đệ có thể giải quyết giùm cho ta được. Nhưng mà chuyện hai vị phu nhân của ta thì... Thì ra là vì chuyện của hai vị tàu tẩu. Chẳng trách tối qua đại ca đang ngủ ở thư phòng, không chịu về phòng để nghỉ ngơi. Đào thư đúng là không làm khó chúng ta được. Nhưng mà nói đến phụ nữ, khi mà
họ nổi cơn ghen lên, đúng là lợi hại hơn đau thương gấp trăm ngàn lần luôn đó. Đúng là bọn họ đang nổi cơn ghen. Có điều đừng khóc, đừng khóc mà. A Đẩu à, con khóc hết một canh giờ rồi đó. Mẹ đau lòng lắm, con có biết hay không? Phụ quân ơi, A Đẩu cứ khóc hoài không nín kìa. Được rồi, không sao, đâu. Thôi, bà bồng A Đẩu ra ngoài đi ha, cẩn thận nghe. A Đẩu, A Đẩu. Thôi mà nương tử, thôi qua đây, qua đây. Ta biết nàng đã rất vất vả, vì phải chăm sóc cho A Đẩu, làm cho nàng ngày càng tùy tụy, ta cũng đau lòng lắm. Phu nhân nè, đặc sứ của thân độc có mang mấy viên minh châu quý giá tới đây, ta sai người làm thành cây trâm cho nàng nghe. Tiếp không cần trâm ngọc, tiếp muốn tàn nhu. Tàn nhu chỉ có một mà thôi. Phu quân à, không phải tiếp có ý tranh giành với muội muội đâu, nhưng mà thật sự A Đậu rất là cần tàn nhu. Tiếp đã đổi mười mấy người hầu rồi, nhưng mà chỉ có mình tàn nhu mới khiến cho A Đậu nín khóc mà thôi. Ta cũng biết như vậy. Phu quân à, đâu phải là thiếp muốn tàn nhu chăm sóc cho thiếp đâu, nhưng mà A Đẩu thật sự rất cần tàn nhu. Cha có hiểu hay không? Ta hiểu mà. Nàng đừng khóc nữa, đừng khóc ha. Bây giờ quan trọng nhất chính là A Đẩu hả? Nhị phu nhân cũng thiệt là không được, không thể được. Lúc đầu khi chọn người hầu, thiếp đã để cho tỷ tỷ chọn trước, là tỷ chê tàn nhu là cô nhi, sợ mang đến nhiều xấu, không lấy nên đưa cho thiếp. Bây giờ thiếp đã dạy dỗ tàn nhu ngoan ngoãn lên lời, tỷ ấy rồi lấy lại sao? Đạo lý ở đâu vậy chứ? Thì nàng cũng thấy A Đẩu chỉ có Tang Nhu ẩm mới không khóc thôi. Tang Nhu ở bên chỗ tỷ tỷ, bị tỷ ấy quay về chồng chống, nó không muốn qua bên đó đâu. Ta coi Tang Nhu giống y như con gái của mình, nó cũng coi ta như cha của nó, nó không thể không nghe lời ta. Phu nhân à, nàng nhường cho đại phu nhân một lần đi nghe. Tiếp không có nhường nữa đâu. Lúc đầu tiếp thấy A Đẩu vừa mới chào đời, tiếp mới cho Tang Nhu qua đó giúp tỷ ấy nửa tháng rồi đó, là hết tình hết nghĩa lắm rồi. Bây giờ tỷ ấy lật lọng, danh người của tiếp có khác gì muốn ra ngoài đâu chứ. Sao lại vậy được, cũng chỉ vì A Đẩu thôi mà hả? Hay vậy đi, tỷ ấy vì A Đẩu như vậy mà A Đẩu qua đây và giúp nuôi nó cho. Làm vậy sao được, làm sao có thể để đại phu nhân và A Đẩu cốt nhục phân ly được chứ. Phu nhân à, nàng nhường cô ấy một lần, ta sẽ sai người lấy viên minh châu của thân độc làm cái trăm cài cho nàng nghe. Tiếp không cần. Phu quân, những lời mà chàng vừa nói có phải là cũng kêu tỷ nhường cho muội rồi không? Tỷ ấy có chịu không? Thiếp không muốn chàng tỏ vẻ là người công bằng, mi gia nhà thiếp đối xử với chàng ra sao, chàng thương gì một chút cho thiếp thì cũng nên mà. Phu nhân à, nàng là nói thiếp mấy câu đó. Thiếp phải nói, thiếp sẽ nói suốt cả đời luôn. Lúc đầu khi chàng gặp khó khăn, đại ca của thiếp đối xử với chàng như thế nào, đã tặng cho chàng vàng ngọc cấm dốc. Còn nhị ca của thiếp cho chàng cả một đội quân, muốn có mi gia nhà thiếp lúc nào cũng đối xử tốt với chàng. Thiếp chỉ muốn một đứa đồ tiền nhỏ bé thôi mà, nhưng cũng không được hay sao chứ? Chàng làm sao ăn nói với đại ca của thiếp đây? Làm sao trả lời nhị ca của thiếp đây? Chúa công. Đại ca. Chúa công ngày không sao chứ? Sao mệt mỏi quá vậy? Phải đó, hai con mắt thâm quầng y chang của Bạch Bì luôn. Bộ giờ này người ngủ không ngon giấc hả? Đại ca, huynh mệt mỏi như vậy có phải là vì chuyện hai vị tàu tẩu nổi cơn ghen, huynh không biết giải quyết ra sao phải không? Chúa công à, vậy thì dễ thôi. Một đêm ngủ với đại phu nhân, một đêm ngủ với nhị phu nhân, hoặc là trước nửa đêm thì ở với đại phu nhân, sau nửa đêm thì qua với nhị phu nhân, vậy thì xong rồi. Hai vị phu nhân vốn không phải là tranh giành bổn tướng quân, mà vì muốn tranh giành Tang Nhu. Tang Nhu là ai vậy? Không giành chồng đi giành cổ. Tang Nhu là một cô nhi ta gặp được ở trên chiến trường, cha mẹ nó đều đã chết rồi, nhà tan cửa nát, cho nên ta nhận nó làm tỳ nữ. Mới chớp mắt mà chuyện đã mười mấy năm rồi đó. Tỳ nữ thôi mà, phủ tướng quân nhiều lắm đó, đâu cần phải tranh giành tới giành lui như vậy. Nhưng tính tại người không hiểu, Tang Nhu thông minh lanh lợi, chứ lại rất được lòng người trên kẻ dưới ở phủ tướng quân. Không phải như vậy chứ. Gia Cát tiên sinh, ngài cũng có một thê tử, có lẽ cũng hiểu rõ phụ nữ, không biết ngài có đề nghị gì có thể giúp cho chú công được không? Phải đó Gia Cát quân sư à, người hãy cứu ta đi. Khổng Minh chỉ có một vị phu nhân, hơn nữa lấy nhau chưa lâu, kinh nghiệm giải quyết chuyện nhà cũng không nhiều. Dân tính à, vậy còn cản nam thập bát thước của ngươi thì sao? Nói thật ra thì kinh nghiệm mà để phụ nữ tranh giành thì tôi cũng có nhiều lắm. Kỷ lục cao nhất là có khi 7 người mà giành có mỗi mình tôi thôi đó. Có điều nếu phụ nữ dùng một chiêu nổi nóng của phụ nữ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Cản nam thập bát thước cũng trụ không có nổi đâu đó. Kế duy nhất lần này
36 kế chạy là thượng sách thôi. Chạy càng xa thì càng tốt. Nhưng mà hình như là chúa công chạy không thoát thì phải. Phụ nữ bất luận đang ở đâu, đến từ xứ sở nào, cũng đều khó giải quyết. À, trời ơi. Mời vào. Phu quân. Phu quân. Hai vị tẩu tẩu. Hai vị phu nhân. Hai người. Phu quân à, tiếp kêu ả tắm rửa cho ả đậu. Nó lại lấy nước thiệt là nóng, suýt chút nữa da qua đậu bị lột ra rồi. Bây giờ còn khóc kìa. Tiếp không cần nó nữa. Tiếp cần Tăng Du. Tiếp không cần ả nữa. Ả làm hư đồ trang sức của tiếp rồi. Tăng Du ở chỗ của tỷ mà. Ả đang ở chỗ của muội đó mà. Hai vị phu nhân à. Ta đã kêu Tăng Du đi dạy dỗ những tỷ nữ mới vào cung. Ta cố ý làm vậy để hai nàng không tranh cãi nữa. Công bằng quá rồi mà. Tiếp đã nói không công bằng. Tiếp cần Tăng Du. Cha không trả Tăng Du là cho tiếp. Tiếp về nhà mẹ đẻ. Mùi đừng có hiếp người quá đáng nha. Dù sao ta là lớn, mùi là nhỏ mà. Tuổi tác thì tỷ lớn hơn. Mùi nói cái gì chứ. Trong lòng của mùi thì đủ rồi, đủ rồi. Mấy cái chuyện tranh giành ta không lo nữa. Nhị đệ tam đệ à, ta giao cho hai đệ xử lý đó. Phu quân hả? Phu quân. Hai vị tẩu tẩu, trước kia đệ chưa từng thấy đại ca lại nổi nóng như vậy. Hay là hai vị tẩu tẩu hãy bình tĩnh lại, để đệ và tam đệ thương lượng nên làm cách nào. Tam đệ, theo như đệ thấy, Tăng Nhu để đưa cho vị phu nhân nào mới đúng? Làm người phải có tôn ti trật tự, chẳng lẽ phải để cho đại phu nhân đó? Phải đó, phải đó. Nhưng Tăng Nhu đã theo nhị phu nhân mười mấy năm nay, tình cảm sâu nặng, giống như là người nhà với nhau rồi. Phải đó, không có Tăng Nhu, ta ăn không vô, ta sẽ chết đó. Ta là người cần Tăng Nhu. Ta và A Đỗ cũng cần Tăng Nhu lắm. Chúng tôi hai người nhiều hơn một mình muội mà. Ê, hai vị tẩu tẩu phải biết nhường nhịn chứ. Ta làm lớn, sao ta phải nhường cho ả chứ? Phải đó, chính vì lớn phải nhường nhỏ, làm gì có chuyện ức hiếp chứ. Ta không có muốn nhường. Mùi cũng nhất định không chịu nhường. Ê, hai người kiên quyết không nhường phải không? Được, nhị ca, cho đây mượn Thanh Long Yểm Nguyệt đao của huynh. Ta chém Tăng Nhu thành hai mảnh, mỗi người một mảnh để khỏi giành nữa. Tam đệ không nên nóng nảy. Để đi liền bây giờ. Tướng quân, đây làm thiệt hả? Nè, phải rồi, Tăng Nhu đang ở đâu? Cái gì vậy, vậy? Tướng quân. Ta muốn chém Tăng Nhu thành hai mảnh. Hả? Một nửa đưa cho đại phu nhân, một nửa cho nhị phu nhân. Hãy nói mau, Tăng Nhu đang ở đâu? Tôi không biết đâu. Các người nói mau, ta biết các người biết cổ đang ở đâu. Tam đệ, đừng quá nóng nảy, hãy bình tĩnh lại. Nhị ca đừng có cản đệ. Đệ không chém Tăng Nhu là không có được đâu. Hai vị tẩu tẩu á, ngày nào cũng làm phiền đại ca đòi lấy Tăng Nhu. Huynh nói nên làm sao đây? Như vậy không được đâu. Ta không giành nữa đâu. Hai vị tẩu tẩu, nói có thật không? Ta nhường Tăng Nhu cho tỷ ấy. Hai vị tẩu tẩu, nếu hai vị chịu thề công những dân trường và tam đệ, để tin rằng ngay cả đại ca cũng rất yên ta tâm. Ta xin thề sau này sẽ không giành Tăng Nhu nữa. Ta cũng xin thề trước mặt quan vị ca, sau này không tranh giành Tăng Nhu nữa. Ta nói được nhất định làm được mà. Nếu hai vị tẩu tẩu đã thề thốt không được nuốt lời, đệ cũng không cần chém Tăng Nhu nữa. Tốt quá rồi. Nếu như hai vị phu nhân biết nhường nhịn nhau như vậy đó, vậy thì cứ để ta quyết định nha. Tạm thời Tam Nhu sẽ qua chỗ đại phu nhân để chăm sóc cho A Đẩu. Đến khi A Đẩu được một tuổi, thời gian cũng đâu có tới một năm ha. Nhiều phu nhân à, quãng thời gian này nàng ráng chịu chút nha. Mọi chuyện đều đã giải quyết êm đẹp rồi, tại sao hai vị phu nhân lại mặt ủ mày chau nữa vậy hả? Phu quân à, chàng đừng trách thần thiếp nhiều chuyện. Thiếp khuyên chàng không nên tiếp cận quá nhiều với tam đệ. Không nên gì chứ, là bắt buộc đó. Tam đệ của chàng bị điên rồi. Đồ chiếm Tăng Du ra hai mảnh, hung hăng tàn bạo như vậy á, thì sẽ có một ngày hắn có thể sẽ làm hại chàng về tầng thiếp. Điều hắn đi đi, đừng để hắn ở lại Tân Giả nữa. Điều hắn đi đánh trận đi, tốt nhất không về đây. Mùi mùi nói đúng lắm đó, thiếp sợ lắm đó. Ơi, tam đệ đi theo ta đã nhiều năm rồi, làm sao ta có thể vô tình liệu để ấy đi như vậy được? Không lẽ chàng có thể vô tình? Để thiếp thì tỷ ngày đêm lo lắng cho chàng, lo cho tính mạng của chàng sao chứ. Dù gì nó cũng là tam đệ của ta. Chỉ kết bái thôi mà, dù sao thì phu nhân cũng thân hơn, tính mạng của mùi tỷ ấy quan trọng hơn. Không có được đâu. Được mà. Ta không thể nào mở đấy, miệng. Thì chị ấy phụ nữ bọn thiếp ở đây nói đi. Thiếp nói là phu quân sợ cơn giận của hắn bộc phát, còn không thì ta cho hắn tội danh gì đó, nói hắn không trung thành với chàng, làm cho hắn tới xấu hổ bỏ đi luôn. Hey, thực ra thì tam đệ chỉ giả bộ nổi điên thôi. Cả chuyện này chỉ là một kế sách. Là một kế sách. Kế sách này được gọi là thẩm phán của Sở La Môn Dương. Thẩm phán của Sở La Môn Dương. Kế sách này gọi là thẩm phán của Sở La Môn Dương. Ở quê nhà tôi có một truyền thuyết, có hai phụ nữ tranh giành một đứa bé. Người nào cũng nói mình chính là mẹ ruột của đứa bé đó. Mọi người không giải quyết được liền đi tìm Sở La Môn Dương để mà giải quyết. Sở La Môn Dương thông minh nói là nếu như đã vậy thì lấy dao chặt đứa bé ra làm hai, mỗi người một nửa, vậy thì công bằng rồi. Một người sau khi nghe xong liền nói được thôi, mỗi người một nửa rất công bằng. Còn một người thì nói là không được, không thể chặt đứa nhỏ,
tôi chấp nhận bỏ cuộc và đứa bé cho phụ nữ kia. Sở La Bông Dương nhìn thấy người phụ nữ này quan tâm đứa bé như vậy thì biết ngay là người phụ nữ này mới chính là mẹ ruột của đứa bé. Chúa công, ngài có thể làm theo cái sách này, kêu Trương tướng quân giả bộ nổi nóng, nó phải chém Tăng Nhu ra làm hai để cho hai vị phu nhân mỗi người một nửa. Đến lúc đó vị phu nhân nào nói là không cần cô ấy trước chính là người thật lòng yêu thương Tăng Nhu, lúc đó chúa công có thể giao Tăng Nhu cho vị phu nhân đó. Được, vậy là chúng tôi y kế hành sự. Nhưng mà mọi người thật sự không ngờ rằng hai vị phu nhân đều đồng thanh nói không cần. Hai nàng đều yêu thương Tăng Nhu giống như nhau, cho nên mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn. Hai vị phu nhân à, thực ra kế sách của Dân Tính điểm xuất phát cũng vì muốn mọi người tốt. Chắc làm chi vậy, nghĩ là muốn chơi chập bọn thiếp, làm tụi thiếp hết hồn mà, để tụi thiếp sợ một phen chứ gì. Hai nàng không nên trách ta mà hả? Chàng là phu quân của tụi thiếp, tụi thiếp làm sao dám trách chàng được. Có điều người mà ra cái sách này chúng ta không trách cũng không được ha. Dân Tính phải không? Sau này muội và tỷ tỷ nhìn thấy hắn thì hắn sẽ tiêu đời. Wow. Quỳnh đau lắm hả? Dân Tính đại ca, ngươi nói đi, thu lại sức mạnh của người cổ đại của ngươi đi, nhẹ tay chút có được không vậy? Hả? Hắt xì liên tục 5 cái. Cha đệ nói tiếp theo sẽ bị nhiễm phong hàn, linh lắm đó. Ngươi trù ta nhiễm phong hàn hả? Không phải đâu, không phải đâu. Trời ơi, đáng đời. Đáng đời ngươi đó. Cũng may chỉ có 3 cái thôi. Dân Tính đại ca, chút nữa huynh có gặp Tang Du cô nương, nhớ phải mặc nhiều y phục đó, có biết chưa? Ta có nói sẽ đi sao? Cổ hẹn ta, ta nhất định phải đi hả? Tại sao lại không đi? Cổ đã có thành ý muốn cảm ơn huynh rồi mà. Ơi, làm A Hoàng có bao nhiêu đồng tiền lương, để tưởng rằng cổ sẽ mời ta ăn sơn hào hải vị chắc. Bớt quá thì nói 2 tiếng cảm ơn thôi, còn không thì nói mấy câu sến sẩm, không có gì báo đáp, xin lấy thân báo đáp thì tiêu đời. Ê, như vậy thì càng tốt, huynh có thể có được vợ, Dân Tính đại ca. Cưới vợ cầu cái gì? Cầu có vợ đẹp đó. Ta là người kén chọn lắm, gạo không ngon thì ta sẽ khó tiêu. A Hoàng, tướng tá của A Hoàng. Ráng nhịn. Trời, hết xì tới 5 cái rồi. Lạnh quá đi, lạnh quá đi. Dân Tính đại ca, muội đến đây chăm sóc huynh nè. Dân Tính đại ca. Dân Tính đại ca, huynh tỉnh rồi hả? Huynh đã ngủ hết 1 ngày 1 đêm rồi đó. Cô huynh uống chén thuốc này trước đi. Trời ơi, hôi quá. Thuốc gì vậy? Cô là ai chứ? Muội là Tăng Nhu. Cô chính là tỳ nữ mà hai vị phu nhân quyết dành cho được đó hả? Thật ra đêm đó muội đã đợi Dân Tính đại ca rất lâu, chỉ tiếc là huynh không đến. Trong lòng muội thấy hơi lo, bởi vì muội thật sự muốn chính miệng mình nói lời cảm ơn huynh, cho nên mới không mời mà tới. Thì ra Dân Tính đại ca đã bị bệnh, hèn chi mới thất hẹn. Dân Tính đại ca, huynh uống chén thuốc này trước đi. Muội đã kêu đại phu đến khám cho huynh, ông nói sau khi huynh uống chén thuốc này sẽ đỡ hơn nhiều. Hôi quá, làm sao mà uống cho nổi chứ? Nếu huynh thấy hôi có thể bịt mũi lại mà uống, nếu như đắng quá thì ở đây có hạnh bầu nhục, nếu huynh chê nguội muội sẽ hâm nóng nó lại. Chả trách cả đời cứ phải làm A Hoàng hả? Ta nói là ta thấy hơi đói bụng đó, nếu như có chén cháo má ta nấu thì hay quá. Phải rồi, cô là A Hoàng biết nấu cháo chứ? Tay nghề của cô có thể sánh ngang ngửa với má của tôi đó. Mời múc thêm một chén cho huynh nha. A Hoàng này đúng là cũng rất tâm lý ha, nó ăn không tệ, giỏi hơn với cô gái Hồng Kông vừa kiêu ngạo vừa bắt người khác phải hầu hạ nữa. Tiếc là vẻ ngoài không thấy hấp dẫn, không có cảm giác tim đập nhanh. Dân Tính, ta biết ngươi bị bệnh nên cố tình tới thăm ngươi đây. Đa tạ Hàng quân sư. Thật kỳ lạ, Dân Tính, sức khỏe của ngươi trước giờ rất tráng kiện, tại sao lần này lại dễ dàng bị cảm nhiễm phong hàn vậy? Hay là dạo này công việc quá nhiều khiến Dân Tính ngươi mệt quá đổ bệnh hay không vậy? Đâu phải. Kể từ sau khi chúa công mời Gia Cát Lượng đến, bên cạnh Gia Cát Lượng lại có Thành Quảng Nguyên, Thôi Châu Bình, nhưng mà không biết tại sao hình như là công việc của ta lại càng nhiều hơn trước. Ta đang nghi ngờ thật sự có người làm không được việc không.
À, vậy hả? Sao tôi không cảm thấy công việc nhiều cái gì hết vậy? Nhiều chứ. Thật ra Gia Cát Lượng chưa từng đánh trận, lại không biết luyện binh. Nếu như không nhờ ta sau lưng giúp đỡ cho hắn thì đã có nhiều binh sĩ làm đào binh rồi. Trương tướng quân và quan tướng quân đều không hài lòng hắn. Hàng quân sư à, thật ra bệnh tình của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Hàng quân sư, tốt nhất ngài không nên ở quá lâu. Ngài là người của công việc, lỡ như bị nhiễm phong hàn vậy thì phiền phức lắm. Không có sao. Phải, ta còn nhiều việc phải làm, ta xin cáo lui trước nha. Hàng quân sư, tôi tiễn không? Được rồi. Đối với cái bọn hèn hạ này, ta không thèm sử dụng cảng Nam Thập Bát đâu. Tiếng địa phương của tôi nói cũng không hiểu đâu. Có điều những lời Hàng quân sư nói cũng đừng có tin nha. Gia Cát Lượng ổng không có tệ gì đâu. Thật ra lời Hàng quân sư nói mùi cũng hiểu. Đây đâu phải lần đầu tiên. Bình thường cũng có người ăn nói lung tung trước mặt muội. Muốn mượn cái miệng của muội để về nói lại với hai vị phu nhân, như vậy sẽ tới được tai của chúa công. Cô đúng là giỏi thiệt đó. Nhưng mà hai vị phu nhân đã từng dạy bọn muội thân là người hầu, chuyện không nên nghe thì bịt lỗ tai lại. Nhưng mà thật đáng tiếc, Tăng Nhu kiến thức ít, không biết chuyện gì là nên nghe, chuyện gì là không nên nghe. Cho nên bất luận là thế nào, bất cứ câu gì, Tăng Nhu chỉ biết bịt tai lại mà thôi. Cô biết chuyện như vậy, hèn gì hai vị phu nhân quyết dành cô cho được đó. Cái chụp đầu này muội xin tặng cho Dân Tính đại ca, coi như là lời cảm ơn huynh đã nghĩ cách giúp Tăng Nhu thoát khỏi sự tranh giành của hai vị phu nhân. Khách sáo quá vậy. Thật ra cô không cần phải cảm ơn ta đâu. Cái kế này của Sở La Môn Dương, cô cảm ơn ổng mới đúng đó. Sở La Môn Dương là người Ký Châu sao? Muội nghe mọi người nói Dân Tính đại ca nói rất nhiều tiếng địa phương của Ký Châu, còn kể rất nhiều chuyện của Ký Châu cho mọi người nghe. Thật ra muội cũng là người Ký Châu, chỉ có điều từ nhỏ đã rời khỏi quê nhà đi theo chúa công, cho nên những chuyện của Ký Châu muội không biết nhiều. Dân Tính đại ca, huynh có thể nói nhiều về chuyện Ký Châu cho muội nghe được. Cũng được, ngồi đi. Quê nhà Hồng Kông Ký Châu của tôi á, khung cảnh rất là tráng lệ. Có điều vật giá thì hơi mắc một chút. Ở đó có hai cái công viên rất nổi tiếng. Ở đó có nuôi 4 con bạch bì, An An, Gia Gia, Doanh Doanh, Lạc Lạc. Bạch bì mà cũng có tên nữa hả? Phải đó, còn chỗ kia thì nuôi rất là nhiều chuột. Chuột sao? Không có ai dọn dẹp hả? Thật ra có thể dùng mèo để bắt nó mà. Không thể bắt được đâu, phụ nữ quê tôi á, rất thích bọn chúng đó. Mới nhìn thấy á, là nhào tới ẵm bồng. Chuột mà cũng dám bồng nữa hả? Thiệt đó, cái con chuột đó cao như người vậy đó, đẹp lắm. Còn có con vịt mông dễn nữa, nó đi trên đường á, đi cái tướng lắc qua lắc lại, nhìn dễ thương dữ lắm. Lắc qua lắc lại như vậy nè, đó, vậy đó.以去check down,從某好地方。望月長空於山海,永世歸去遊來,怎麼總也殺真海,以後必更精彩,這月晨會隱於曬,故事總有你在,記住如果要分開,再回來。